Rồi quý vị chắp tay chúng ta niệm Phật trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học qua đến cái phẩm mới, đó là phẩm không dễ vui hoặc là không phóng dật. Kệ 21, 22 và 23. Appamado Amatapadang Pamado Macchuno Padang Appamatta Nami Yanti Về Pamatta Yatha Mata E Hoàng Quý Sê Sato Nhất Tòa Appama Đầm Hí Pandita Appamade Pamo Đành Tí Ariya Nằng Gồ Cha Rê Ra Tà Tề chà yino sát xà ta thi cà nít chẳng đành ha pa rắc ca mà hút sàn tí thì ra nít bà nằng vô gắt khề măng anut ta rằng ngài phát minh ngài dịch là đường chuyên cần bất tử giải đãi nộ tiêu vong người chuyên cầu chẳng chết kẻ biến sống như không nhờ tri giác như thế bậc trí chẳng buông lung chuyên hoan hỷ chuyên cần mãi tôi thánh dược thung dung người chuyên cầu thiền định hằng tinh tấn dụng công bậc trí thoát phiền trược chứng niết bàn vô song ngài chánh thân ngài dịch thành cái thể văn xuôi là không sao đãng không sao lãng là đạo lộ bất tử tức là niết bàn sự sao lãng là con đường đưa đến sự chết. Những người không sao lãng là không chết. Còn những người nào sao lãng giống như đã chết. Sau khi thấy rõ điều ấy ở sự không sao lãng, thích thú trong hạnh xứ của các bậc thánh, các bậc sáng suốt vui sướng ở sự không sao lãng. Có thiện chứng kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi, sáng trí. Các vị ấy đạt đến niết bàn sự an toàn tối thượng đối với các cõi buộc. Gọi là cái duyên khởi của cái câu kệ này đó trong chú giải rất là dài và tôi đọc đó, thì nó giống như là một một đoạn của Nghìn Lẻ Một Đêm, có nghĩa là nó có rất nhiều những câu chuyện mà phải nói là nếu như đó, mà quý vị muốn có chuyện cổ tích để mà kể cho con nghe đó, thì có thể lấy cái câu chuyện trong cái phần này ra để mà kể, tại vì nó rất là nhiều những cái mà gọi là những cái sự màu nhiệm, ai không tin thì thôi. Cái việc này đó là nói đến cái việc là khi Đức Thế Tôn ngự ở cái Lôi Âm Tự, nghe Lôi Âm Tự nghe quen không? Lôi Âm Tự mà khi mà cái gì coi Tây Du Ký đó, thì thầy trò Đường Tăng khi mà đến mà thỉnh kinh là đến thỉnh ở cái Lôi Âm Tự đó, mà trên đường á, trên đường là gặp một cái gọi là tiểu Lôi Âm Tự, có nghĩa là gặp cái yêu quái nó giả giả Phật á. Ê, thì cái Lôi Âm Tự đây, Lôi Âm Tự là cái chùa này đây, Lôi Âm Tự á là Khô Xí Tara Má, Khô Xí Tara Má. Nói về cái việc là cái sự nội cung của hai bà hoàng hậu là bà của hai bà hoàng hậu của vua Ú Đề Ná đó là bà Samavati và bà Magandhija, thì bà hoàng hậu Magandhija đó thiêu chết hoàng hậu là Samavati, và toàn bộ những cái sự kiện này đó là do có rất nhiều những cái những tình tiết mà xưa giờ khi mà các vị giảng sư vẫn thường hay lấy ra để mà đem ra làm ví dụ, rất nhiều những cái tình tiết kinh điển đó, cho nên là đáng lẽ ra thì vì tiết kiệm thời gian sư có thể lướt qua, nhưng mà do nó có nhiều cái tình tiết nó rất là quan trọng mà khi các vị pháp sư thường hay đề cập tới đó,
Cho nên là sư cũng buộc lòng sư phải kể ra. Đấy. Chúng ta có những cái nhân vật như sau. Thứ nhất á, là vua Ú Đề Ná hả? Cái thứ hai á, là cái nguồn gốc của cái lôi âm tự. Và thứ ba á, là ba cái bà hoàng hậu của vua Ú Đề Ná. Đấy. Thì vua Ú Đề Ná là ai? Như thế này là thuở xưa đó, là có hai vị vua. Khi mà thấy cái đời nó vô thường thì hai vị mới nản lòng thoái chí và có ý định xuất gia. Và khi đó, đó vẫn chưa có Phật pháp đâu, vẫn chưa có gặp được chánh pháp. Thành ra chỉ là hai vị ẩn sĩ ở trên rừng thôi. Đấy. Thì hai vị ẩn sĩ này đó ban đầu là định là đến cứ mỗi 30 ngày rằm đó thì đến sám hối với nhau để mà biết tin nhau. Nhưng mà vị kia thì nói như vậy chưa rốt ráo. Mà thôi bây giờ đó, mỗi người ở một ngọn núi, mỗi người ở một nơi. Rồi tới 30 ngày rằm đó thì đốt lửa lên. Thì cái vị mà ở xa đó thì thấy là biết là còn sống. Đó, còn hôm nào mà tới 30 ngày rằm mà không có thấy nhóm lửa thì biết là bên kia là chết rồi. Có nghĩa là cái sự nhóm lửa đó để báo tin cho nhau là còn sống thôi. Đấy. Thì như vậy đó, hai vị này đó, hai vị này là những vị ẩn sĩ rất là nỗ lực, rất là nỗ lực chuyên cần và tu hành tinh tấn, coi như là một là chứng, hai là chết đó. Thì một vị tu hành và mệnh chung, có nghĩa là kết thúc tuổi thọ và sanh về cõi trời, thì cho đến một ngày đó, thì đến cái ngày mà đốt lửa thì cái vị tu sĩ bạn thấy là đối diện là không có đốt lửa nữa thì biết là người bạn của mình đã qua đời rồi. Thì cái vị qua đời đó là do cái sự nỗ lực tinh tấn như vậy đó, thì sanh về cõi trời là một cái vị vương tử, là một cái vị thiên vương, và ghé sang thăm bạn đó, thì hỏi là ban đầu á, thì giả làm khách bộ hành thôi, mới hỏi là ủa bạch ngài là ngài ngài tu ở đây rồi ngài sống một mình hay là với ai? Thì cái vị kia mới nói là xưa giờ ở đây có hai người, nhưng mà bây giờ có người bạn tôi là đã chết rồi, không còn sống nữa, hôm nay đốt lửa mà thấy bên kia không có đốt á, tôi biết là bạn tôi hôm nay là họ chết rồi. Thì cái người khách bộ hành mới nói dạ tôi là cái người bạn của ngài đây, sau khi mà tôi chết rồi đó tôi sanh là một cái vị trời đó, và tôi ghé thăm ngài. Thì sẵn thì tôi hỏi đó, ngài ở đây thì ngài có cần cái gì để mà tôi hỗ trợ hay không? Thì vị ẩn sĩ này vị đó mới nghĩ là cũng không có cái gì phiền, nhưng mà chỉ có điều á là ở trong rừng đó, thì voi nó nhiều, thành ra là con voi nó thường tới nó phá, có nghĩa là nó làm cho bụi đất nó tung nó dơ bẩn đi, nó phá chỗ ở rồi nó ị rồi nó này nọ, nói chung á là cái việc tu nó không thoải mái do mấy con voi. Thì vị trời này đó mới tặng cho vị ẩn sĩ một cây đàn có 3 dây và chỉ cho cái vị ẩn sĩ ba cái câu chú thuật tương ứng với 3 dây. Có nghĩa là cái dây đầu tiên á, khi mà tụng chú lên thì là con voi nó sẽ chạy đi, voi chạy đi hết đó. Rồi khi mà gãy cái dây thứ hai đó mà tụng chú lên thì con voi nó sẽ quay lại, và khi mà gãy cái dây thứ ba đó mà tụng chú lên thì con voi chúa đầu đàn thì nó sẽ đến và để cho mình cưỡi. Đây. Thì sau khi mà dạy đó rồi thì thôi, thì ai lo nghiệp đó. Thì vị này vẫn tiếp tục tu cho đến một ngày, cho đến một ngày đó thì ở gần đó là có vua là Parantapa, ngài phát minh ngày dịch là Phổ Chiếu. Đấy. Thì có bà hoàng hậu mang thai cũng gần sanh rồi. Thì một hôm đó, hai nhà vua và hoàng hậu thì dắt nhau đi ra cái vườn ngự uyển. Rồi nhà vua mới khoác lên, gọi là khoác
cái tấm choàng đỏ y như là màu của thịt ấy. Đó, rồi và đưa cái nhẫn cho bà hoàng hậu chơi. Thì ngay lúc đó, đó thì có một cái con chim đại bàng nó xuống và nó thấy bà hoàng hậu như vậy, nó tưởng là cái cục thịt và nó gấp đi. Thì quý vị thấy là cái này nó giống như là 1001 đêm á, mà cái tích là có mấy người mà bị đại bàng khoác cái vải mà giả làm tấm thịt lên người đó, rồi để cho đại bàng nó tha đi đấy. Đấy thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Gì chờ tí xíu. Đấy. Thì khi mà con đại bàng nó tha bà hoàng hậu lên trên cái chặt cây, thì bà hoàng hậu mới lên tiếng và xua đuổi con đại bàng đi. Tại vì khi mà con đại bàng nó đang tha đó, mà bà hoàng hậu lên tiếng thì nó sẽ giật mình, nó thả bà hoàng hậu xuống. Thành ra là bà chờ cho nó đến khi mà nó đến cái ổ của nó đó, thì bà hoàng hậu mới lên tiếng và đuổi con đại bàng đi. Và đêm hôm đó thì trời đổ mưa, thì bà hoàng hậu sanh ra hoàng tử. Đấy, sanh ra hoàng tử rồi ngay ở trên cây. Và cái vị đạo sĩ đó, vị đạo sĩ vào sáng ngày hôm đó thường á thì đi nhặt cái cây, nhưng mà khi mà trời mưa như vậy thì vị này không có muốn đi vào sâu trong rừng, bởi vì sợ bị cảm ấy. Thì mới đi đến cái hang của để đến cái ổ của con chim á, chim đại bàng đó đấy, với cái chủ ý là để nhặt nhạnh thịt thừa rồi ba cái đồ ăn thừa của con chim á nhặt về ăn. Thì khi mà tới như vậy thì thấy bà hoàng hậu ở trên cây, thì hai người mới gặp nhau. Thì vị đạo sĩ có lòng muốn đưa bà hoàng hậu xuống, nhưng mà bà hoàng hậu mới hỏi là nhưng mà bây giờ hai hai người cái giai cấp của hai người, hai cái dòng dõi hai người là có cái trở ngại hay không, bởi vì xã hội mà thời cổ á, họ quan trọng cái dòng dõi lắm. Và hai người mới nói là bây giờ tôi là thuộc dòng khách quý giá, thì vị kia cũng nói là tôi cũng thuộc dòng khách quý giá, có nghĩa là dòng dõi sắc đế lỵ đó. Thì hai người khảo nhau, có nghĩa là khảo những cái kiến thức và những cái đặc điểm mà chỉ có dòng dõi khách quý giá thì mới biết thôi. Thì khi mà khảo nhau mà chắc chắn đối phương là ngang hàng với mình rồi đó, thì vị đạo sĩ mới đưa lập cái thang bắt lên để mà đưa bà hoàng hậu và đứa con xuống. Thì đương nhiên á, là ẵm đứa con xuống trước, ẵm đứa con xuống trước rồi bà hoàng hậu chèo xuống sau. Nhưng mà hai người ban đầu á, thì gọi là nam nữ thọ thọ bất chung thân, có nghĩa là vẫn rất là giữ gìn với nhau. Đặc biệt là vị ẩn sĩ mà là một vị tu sĩ thì không có muốn là chạm vào phụ nữ đó. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vị ẩn sĩ vẫn ngày ngày đó chăm lo cho đứa nhỏ, chăm lo cho đứa nhỏ như là con ruột của mình vậy đó. Nhưng mà quý vị biết mà, lửa gần rơm, thì bà hoàng hậu và mới mới nghĩ là bây giờ đường về, bây giờ cái đường mà về vương quốc á, thì không biết làm sao mà về, tại vì nó ngăn sông cách núi như vậy đó, không biết làm sao mà về. Mà ở cái rừng sâu nước thẳm như vậy thì chỉ có dựa vào cái vị ẩn sĩ thôi đấy. Thì từ đó, đó là bà hoàng hậu mới tìm cách là coi như dụ dỗ vị ẩn sĩ thì quý vị biết rồi, ở gần mà, ở gần nhất là phụ nữ, bà hoàng hậu cũng đâu phải là xấu đâu đó. Thì từ từ thì vị ẩn sĩ phá giới,
có nghĩa là không có giữ được gìn được giới hạnh nữa, và cứ thế là trở thành một cái đôi vợ chồng ở trong rừng. Đấy. Sẵn đây thì sư nhắc á, là phụ nữ đó, phụ nữ đó có làm cái gì thì làm, không có nên, không có nên mà dụ coi như là dụ dỗ một vị tu sĩ, dù là theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, có nghĩa là dù vị đó là cái vị tu sĩ Phật giáo hay không phải tu sĩ Phật giáo đi nữa, thì không có nên mà dụ dỗ một cái vị tu sĩ mà bỏ đi cái giới hạnh của mình, vì cái tình cảm cá nhân hoặc vì cái mục đích cá nhân, bởi vì đó là cái nghiệp không có nhỏ đâu, nghiệp không có nhỏ. Bởi vì sao? Người ta tu hành để hướng đến cái sự thoát khổ, mà mình chơi mình dụ người ta được quay trở lại cái con đường đau khổ này thì nó kẹt lắm, nó kẹt lắm, không có nên. Và khi mà sống với nhau được một thời gian rồi đó, đứa con nó cũng lớn, thì một hôm đó vị đạo sĩ ngó cái tinh tượng, đó là ngó sao trên trời đó, thì biết là ông vua Parantapa, ông vua xứ này đó băng hà rồi. Khi mà nói thì bà vợ, bà lúc này là thành vợ rồi, vợ ông rồi đấy, thì bà vợ mới mới nói là trời ơi, nhà vua đâu có thù hằn gì chàng đâu, mà chàng sao mà chàng chù ẻo nhà vua chết vậy. Thì vị này mới nói là không phải, tại vì xem tin tưởng đó thì mới biết là nhà vua băng hà rồi. Thì bà hoàng hậu năm xưa đó, bà mới nói là bà mới buồn đó là phải chi đó mà hồi xưa mà thiếp không có bị bắt lên trên đây đấy đó, thì bây giờ đứa con này, đứa này nó là hoàng tử đó, thì nó đã có thể lên kế thừa ngai vàng rồi, nhưng mà bây giờ như vậy ở trong rừng như vậy không có kế thừa được thì rất là buồn. Thì vị ẩn sĩ mới nói là thôi bây giờ nếu mà nàng muốn á thì ta sẽ giúp cho đứa con nó về nó lấy lại ngai vàng. Và thế là vị ẩn sĩ hướng dẫn hoàng tử, hướng dẫn thái tử là điều khiển voi, điều khiển cái cây đàn đó và điều khiển voi. Và bà hoàng hậu thì dặn những cái đặc điểm của nhà vua đó, và giao cái ấn tín cho hoàng tử. Và đương nhiên là sau khi mà thái tử học được cách điều khiển voi, đem voi về, đem voi từ rừng về rồi và giao ra cái ấn tín thì thuận lợi lên ngôi vua đấy. Thì đó là cái câu chuyện về đức vua đức vua Udena. Đây. Còn bà hoàng hậu đó, thì bà hoàng hậu và cái lôi âm tự thì nó lại có dính dáng với nhau. Bây giờ sở dĩ mà được gọi là lôi âm tự đó là như thế này, là vào thời Đức Phật quá khứ, khi mà vì chánh đẳng chánh giác, khi mà chánh pháp không còn nữa, thì có hai vợ chồng đi bị cái nạn dịch, không biết là dịch bệnh hay là dịch đói thì không biết, nhưng mà chạy chạy nạn, thì giữa đường thì rất là mệt đói khát mà phải ôm theo đứa con nữa, thì người chồng á, thấy là mệt quá rồi thôi thì tới nơi, đi bỏ con lại đi đó, rồi con mà thì sau này kiếm được cái chỗ mà lo thân rồi đó thì muốn đẻ bao nhiêu đứa không được. Nhưng mà bà vợ bà thì bảo không chịu đó. Rồi người chồng mới đi một đoạn đó, thì người chồng mới lén lén để người vợ để lén người vợ đó bỏ đứa con lại và bỏ đi. Thì bà vợ khi mà bà đi một đoạn là bà quay lại, bà thấy là chồng ông đi tay không, mới hỏi là con đâu, thì ông chồng mới nói là con bỏ rồi. Bà vợ bà mới khóc, bà khóc coi như là đòi sống đòi chết là phải ôm đứa con đi đấy. Thì rốt cuộc thì cũng ôm đứa con, nhưng mà giữa đường thì đứa con nó cũng chết, tại vì nó mệt, nó đói, con nít mà nó không có chịu nổi.
Nhưng mà cái vấn đề đó, vấn đề là cái việc là người chồng mà bỏ đứa con lại đó, dù là sau đó là có nhận lại, nhưng mà cái nghiệp mà bỏ con á, sau này là bị 7 lần, bị khi mà sanh ra đó, bị 7 lần liên tục là bị người ta hại, tức là bị người ta hại chết. Nhưng mà hại thì không có chết, tại vì do cái việc mà bỏ con đó, bỏ thì con nó không có chết, thì cho nên là sau này cũng bị người ta hại, nhưng mà hại cũng chưa có chết. Thì nhân nào quả đó. Có gì chờ xíu tí. Thì khi mà hai vợ chồng đến nhà của một cái nông trại chủ nuôi bò đó, thì khi đến nơi thì được chủ chủ nuôi bò cũng lo cho ăn ở, nó cũng lo cho ăn ở. Thì khi ăn thì tự nhiên vẫn ăn đồ ăn ngon, nhưng mà khi mà cho hai phần ấy, thì cho hai phần mà trước khi ăn, đang ăn như vậy thì bà vợ bà mới thôi nhường, thương chồng mà, thôi nhường cho chồng ăn đi, chồng ăn luôn phần của mình đấy. Thì khi ông chồng đang ăn như vậy, ông ngó thấy con chó nó cũng ăn, con chó cái ở trong nhà nhà của ông chủ nuôi bò đó cũng ăn, và ông chồng thấy là con chó nó ăn cũng ngon á. Cái này điểm này điểm quan trọng là quý vị, thì ông chồng ổng mới hâm mộ, ổng hâm mộ cái con chó ở trong cái nhà giàu đó, là cái con chó trong nhà giàu nó cũng có phước tại vì nó được ăn ngon đấy. Chỉ cái suy nghĩ đó thôi, chỉ cái suy nghĩ đó thôi. Và đêm hôm đó, đó ông chồng do ăn no quá, quý vị biết mà, đói lâu ngày thì không có được ăn no, không nên ăn no. Nhưng mà ông chồng ổng ăn no quá đó, thì tối đó ổng bội thực và ổng chết. Thì khi mà chết như vậy đó, do trước đó đó cái ổng có cái suy nghĩ về cái việc là ổng thích thú đối với con chó cái trong nhà, thành ra là ổng đầu thai vào trong cái bụng con chó, và không lâu sau đó đẻ ra một con chó con, con chó cái đẻ ra là một con chó con. Vì thấy kinh khủng đấy. Và cái nhà của vị ông chủ trại bò này đó, thì ổng thường hay cúng dường một vị độc giác, một vị Phật độc giác. Thì vị thì bà vợ đó, bà ở lại thì bà đôi khi bà cũng ké chút đỉnh, đó là ké thì hầu hạ hầu vị Phật độc giác, hộ độ vị Phật độc giác đó, rồi đôi khi thì cũng có cúng dường cho vị Phật độc giác nữa. Đấy. Còn ông chồng thì bây giờ là thành con chó rồi, thì con chó thường hay đi theo chủ. Mỗi một lần mà ông chủ ông đi thỉnh vị Phật độc giác về nhà đấy, thì con chó vẫn chạy theo. Và khi thấy cái đức hạnh của vị độc giác ấy, con chó nó mến ngài lắm, và nó mến như vậy đó do là ở kiếp trước là vừa mới là loài người đó. Cho nên là ở cái kiếp này con chó nó còn có, mình gọi là cái tánh linh, có nghĩa là nó còn có một chút cái trí thông minh. Thì về mãi về sau đó, mỗi một lần là ông chủ bận việc thì kêu con chó đó, thôi bây giờ con đi, con thỉnh ngài về đi. Thì con chó nó nghe, nó hiểu, và nó cũng chạy đi, nó thỉnh vị Phật độc giác. Và khi mà nó đi đến gần ấy, thì nó sủa, thứ nhất là nó sủa để nó xua đuổi những cái con mà thú dữ ở quanh đó, và nó sủa để nó thông báo cho vị Phật độc giác biết là nó tới rồi đó.
và nó dẫn ngài về. Thì lòng từ bi đương nhiên là vì Phật độc giác lòng từ bi với tất cả chúng sanh, nhưng mà khi thấy con chó nó lanh lợi như vậy đấy, thì đôi khi là ngài cũng muốn thử bằng cách là ngài có khi là ngài đi đi ngài cố ý ngài đi sai đường, thì con chó nó ráng nó chạy nó cản đường, nó sủa nó kêu ngài lại đó, và ngài vẫn cố ý ngài giả bộ ngài không nghe, thì con chó nó ráng nó kéo cái chéo y của ngài, nó kéo lại cho đúng đường, thì nó rất là thương ngài và gần gũi như vậy trong suốt một đoạn thời gian. Rồi cho đến một hôm đó, vị Phật độc giác đi may y, thì con chó khi mà nó thấy ngài đi, nó thấy ngài bỏ đi mà ngài không có quay lại đó, nó buồn lắm, nó buồn và nó mệnh chung, có là nó đau tim, nó chết. Thì sau khi chết sanh làm một cái vị trời, một vị trời, và nhờ cái phước mà hồi xưa làm chó đó, cái kiếp làm chó đó sủa để mà hộ độ vị Phật độc giác đó, cho nên là vị thiên tử này đó có cái âm thanh rất là vang rền. Nó là dù là vì nó chỉ nói nhỏ, nó thầm thì thôi, thì âm thanh đó nó cũng vang vang rất là xa. Thành ra mọi người gọi ngài đó gọi vị trời này đó là Khô Xí Tá, Đê Quốc Bút Tá, dịch đó là Lôi Âm Thiên Tử đấy. Và vị này ở trên cõi trời được một thời gian thì mệnh chung, và sẵn đây đó theo chú giải cho biết đó, là chư thiên mệnh chung bởi bốn lý do chư thiên mệnh chung. Thứ nhất là chư thiên mệnh chung do hết tuổi thọ. Hết tuổi thọ là sao? Có nghĩa là phước thì còn, nhưng mà tuổi thọ của cái tuổi thọ của vị trời đó ở cái cõi đó, ví dụ như là 500 năm hoặc 1.000 năm hết, thì vị đó mệnh chung và tái sanh trở lại cõi trời. Nhưng mà cái có là cái phước cõi trời vẫn còn đó, thì chỉ là mệnh chung thôi và tái sanh trở lại cõi trời, thì đó là cái sự mệnh chung do hết tuổi thọ. Cái thứ hai đó là mệnh chung do hết phước, có nghĩa là tuổi thọ thì vẫn còn, nhưng mà cái phước ấy, cái kiểu mà làm ác nhiều hơn làm thiện, mà chúng ta làm thiện nó không thấm vào đâu hết trơn. Tuy nhiên nhờ cái cận tử nghiệp ấy, nhờ cận tử nghiệp là cái quả thiện đời trước, cho nên được sanh về cõi trời, nhưng mà ít quá cái nghiệp thiện chúng ta đã từng làm, nó ít quá so với các nghiệp ác. Thành ra lên ở được cái cõi trời, ở được một thời gian ngắn thì mệnh chung đấy, thì đó là cái sự mệnh chung do hết phước. Cái thứ ba là cái sự mệnh chung do quên ăn, nó lạ vậy đó, tại vì chư thiên ở cõi trời đó, cái sự hưởng thụ của họ hưởng nó ghê gớm lắm, và nhiều vị do ham chơi đó cho nên là hưởng hưởng thọ hưởng thụ nhiều mà quên đi cái chuyện ăn uống, và thế là do quên ăn thành ra là mệnh chung. Và cái thứ tư đó là vị trời mệnh chung do vị đó nổi sân, có nghĩa là vị đó mà nóng giận, vị đó nóng giận thì cái lửa sân đó, đó nó sẽ thiêu đốt vị đó và khiến cho vị đó mệnh chung đấy. Và vị Lôi Âm Thiên Tử này đó là mệnh chung do quên ăn, có nghĩa là chơi chơi sao đó quên ăn. Thì khi mà mệnh chung như vậy đó sanh vào trong bụng của một cô kỹ nữ, và khi mà đẻ ra đó thì đẻ cho con trai đương nhiên mà, thì cô kỹ nữ mới kêu là thôi đem bỏ đi, tại vì cái nghề kỹ nữ á, là chỉ có đẻ con gái thì mới giữ lại thôi, tại vì nó sẽ nói nghề nói nghiệp, còn đẻ con trai thì bỏ đi đó. Thì mới sai người đó đem quăng lên cái đống rác đi đó, rồi thú nó ăn hay làm sao đó thì tôi kể nó. Thì đây là cái lần đầu tiên là ngài bị hại do cái ác nghiệp mà bỏ con hồi xưa đó, thì thời nay là bị đẻ ra là bị bỏ. Nhưng mà nhờ cái phước là hồi xưa là
sủa để mà xua đuổi những cái con thú hoang, không cho chạm vào vị độc giác ấy. Và nhờ cái lòng triều mến đối với vị Phật độc giác, thành ra là thú đó mặc dù nằm trên đống rác như vậy đó, nhưng mà con này con kia nó không dám tới gần. Nó tới nó ngửi mùi thì nó tới thôi, nhưng mà nó không có dám đụng vào. Thì đương nhiên là người ta thấy lạ đó, người ta thấy con thú mà nó bu đông bu đỏ, không biết ta bu cái gì đó, ta tới người ta coi và thấy thì người ta rước nó về. Lúc bấy giờ đó, ở trong cái vương quốc đó thì có một cái ông gọi là thiên hộ hay là gọi là bá hộ đó, ông giàu coi như là giàu nhất nhì cái vương quốc. Một hôm đó, ông hỏi thăm một cái nhà nhà xem bói của đức vua đó, thì hỏi là thì vị này mới nói là ngày hôm nay cũng không có chuyện gì đại sự, nhưng mà cái đứa bé mà được sanh vào ngày hôm nay đó thì sau này nó sẽ là cái người mà giàu nhất ở cái vương quốc này. Thì ông bá hộ này ông cũng có bà vợ, bà đang mang thai nhưng mà bà chưa có sanh, thì ông mới về rồi sai gia nhân xem coi là rốt cuộc là đã sanh hay là chưa, nhưng mà vẫn chưa có sanh. Thì có nghĩa là trễ rồi, nó không có sanh vào ngày hôm nay, thì có nghĩa là đứa con của mình là không phải là cái đứa mà cái vị xem bói này vì đó coi đấy. Thành ra ông bá hộ ông mới thuê người đó đi điều tra coi là trong cái vương quốc này đó cái đứa bé nào mà sanh vào trong ngày hôm nay đấy, thì mới tra ra cái cậu này đấy, cái đứa bé này đó, thì mới mua về, có là bỏ 1.000 đồng tiền vàng đó mua về để nuôi, với cái suy nghĩ đó là nếu như mà con của mình mà nó đẻ ra nó là con gái thì sau này gả cho cái thằng này nè đó, rồi để hưởng ké cái tài sản của nó. Nhưng mà nếu mà đẻ con trai thì thôi giết bỏ, ác nhỉ. Rốt cuộc thì đẻ ra con trai, thì vị bá hộ này mới nghĩ đến cái chuyện là giết cái đứa bé này, thì mới sai cái người mà tỳ nữ đó thì đem đem nó bỏ ngay trước cửa chuồng bò đi, rồi khi mà bò đi ra nó không thấy đó thì nó dẫm chết, thì coi như là chết do tai nạn, có nghĩa là nó chết mà mình không có trực tiếp mình giết đấy. Nhưng mà do cái phước hồi xưa mà đã từng bảo hộ hộ độ cho vị Phật độc giác đó, cho nên là bình thường á, là mấy con bò nó chen chúc nhau nó ra. Nhưng mà ngày hôm đó, cái con bò bò đực đầu đàn á, thì nó ra trước và nó chắn ở đằng trước cửa, có nghĩa là nó để cho cái đứa bé nằm ở giữa bốn cái chân của nó, rồi mấy con bò kia đó nó chen nhau ra thì nó đụng cái con bò đầu đàn chứ nó không có đụng cái đứa bé. Thì cái người chăn bò mới thấy lạ, và khi thấy đứa bé ở dưới đó thì mới ôm về nuôi. Và ông bá hộ ông mới chuộc lại phải giết cho bằng được, mà giết không được thì chuộc lại đó, có nghĩa là bị hại 2 lần. Đến lần thứ ba đó là ông sai là đặt cái đoàn xe bò đó mà rầm rầm rộ rộ đang đi đó thì quăng ngay giữa đường ấy, để cho cái bánh bánh xe bò nó cán vào cho nó chết đi đấy, cũng là cái kiểu chết do tai nạn đấy. Đấy, nhưng mà do cái phước đó cho nên là cái con bò mà dẫn đầu đoàn xe đó, khi tới nơi thì nó đứng yên lại, nó không có đi được, nó không có đi nữa, người ta có đánh nó hay cỡ nào đi nữa nó không có đi tiếp. Thì cái người chủ chủ đoàn đó xuống thì thấy như vậy thì cũng ôm đứa bé về nuôi đấy. Và thế là ông bá hộ ông lại chuộc thêm một lần nữa. Và đến lần thứ tư đó là bị vứt ở trong cái bãi tha ma, coi là mà khi mà vứt như vậy đó thì một cái đàn dê đó, dê đến nó gặm cỏ, và cái con dê cái đó, nó tới nó đứng ngang cái đứa bé đó và để cho đứa bé nó bú sữa dê đấy. Và thế là người chăn dê đem về nuôi, rồi ông bá hộ lại bỏ ra thêm 1.000 đồng tiền vàng để chuộc cái đứa bé về.
Và đến lần thứ năm đó là ông cho người là coi như là vứt xuống dưới vực thẳm, coi như là ở trong cái khe núi khe vực đó, vứt xuống coi như là vứt vậy là ông nhắm chắc là chết rồi chứ không sống nổi nữa. Nhưng mà ngặt cái đó là y như là trong kiếm hiệp gì đó, đó rớt xuống khe núi là học võ công là bí quyết đó. Thì đứa bé này đó thì khi mà rơi xuống núi như vậy thì nó rơi vào trong cái cây mà nó chìa ra ngoài cái khe núi đó, và do những cái dây leo rồi nó mọc và nó đan lại thành giống như một cái nệm vậy đó. Thì cái đứa bé khi mà rơi xuống thì nó y như nó rớt trên nệm thôi và nó không xi nhê gì hết. Và khi mà cái người đốn củi họ nghe tiếng bé khóc á, thì họ đến họ lại đem nó về. Và do cái tiếng khóc của cái đứa này đó nó lớn một cách đặc biệt, nhắc tới tiếng bé khóc ở nhà sư đó, vui lắm. Có một cái đứa sư có cái đứa em họ bằng cái tiếng tiếng của nó cái tiếng nó lớn, nó khóc rồi nó la làng nó rất là lớn, thành ra kêu nó kêu kêu nó tên là Dê La, có nghĩa là la đó, la làng kêu Dê La. Thì ông thì cái anh chàng này đó thì lại cho nên do cái tiếng khóc đặc biệt, cái tiếng kêu đặc biệt lớn, thật ra là đặt tên là Khô Sát Cá, có nghĩa là Lôi Âm Công Tử. Và đến cái lần thứ sáu thì lần này đó là ông Thiên Hộ đó dặn cái người thợ gốm là hôm sau ngày ngày mai á, nổi là bắt đầu là đốt lửa lò để làm gốm, thì bây giờ cho tiền rồi kêu đứa bé tới đó rồi giết nó rồi chặt xác phi tang. Thì ngày hôm sau đó ông bá hộ ông mới đưa cái dặn nhóc á, dặn cái cậu Lôi Âm Công Tử này đó, dặn là bây giờ con đi tới nhà thợ gốm đó, rồi con nói là ngày hôm qua là ông cha tôi dặn ông cái gì thì bây giờ ông làm cái đó đi. Thì nhóc đâu biết gì đâu đấy, thì nó đi tới, khi mà nó đang đi như vậy đó thì cái đứa em con ruột của ông bá hộ đó chơi bắn bi với mấy đứa nhỏ mà chơi thua, nhưng mà cái anh công tử này thì ảnh chơi giỏi lắm, thành ra là nhóc đâu biết gì đâu. Thì nó nói là thôi bây giờ anh ơi, anh Lôi Âm á, anh qua anh bắn bắn bi giùm em đi, bắn bi giùm đi để mà gỡ gạc lại chứ thua nhiều quá. Còn cái chuyện này để tôi để em đi giùm cho. Thì anh đâu biết gì đâu, thì anh mới nói là vậy thôi thì rồi em tới em cứ dặn cái ông thợ gốm đó, nói là ngày hôm qua là cha tôi dặn ông làm cái gì thì giờ ông cứ làm đi. Và thế là cái đứa đứa nhỏ chết thai. Khi mà ông bảo hộ ông nghe được như vậy đó, ông rụng rời tay chân, ông nói thôi chết rồi, con tôi. Nhưng mà khi mà ông tới nơi, do đứa bé nó chơi tới chiều nó mới về, ông thấy là tự nhiên là cái nhóc này sao nó còn sống, ông mới hỏi hay chuyện là coi như ông quýnh lên rồi mà muộn rồi, tới chiều nó tối mới về là muộn lắm rồi. Rồi khi tới hỏi ông thợ gốm thì ông thợ nói là thì ngài dặn tôi gì thì tôi làm xong rồi, yên tâm, coi như là sạch sẽ, là không có ai biết, không còn dấu vết gì hết. Đấy, coi như là chính vì cái chuyện là hại 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 con nuôi mà chết con ruột. Đấy, mà quý vị biết là trong suốt thời gian mà sống chung đó, ông này ông chỉ chuyên môn là ông canh me để ông hại chết nhóc này thôi, thành ra là đâu có dạy dỗ gì đâu, học hành gì đâu, đã lớn là cũng không có biết chữ. Thì lần này đó ổng coi ổng hạ quyết tâm rồi, ổng mới viết thơ kêu kêu đứa con đấy là bây giờ con đem cái lá thơ này đem đến cái nhà quản lý giùm ha, nhà cái ông quản lý đó, ông quản lý tài sản của cha đó. Thì đứa con nó mới hỏi là vậy thôi, để con chuẩn bị
con đem đồ ăn theo, nhưng mà ông bá hộ đó, ông không muốn thấy mặt thằng này thêm một lần nào nữa, ông muốn tống đi càng sớm càng tốt. Thành ra ông mới nói là thôi bây giờ như vậy, để con khỏi chuẩn bị đồ ăn gì hết trơn á, con đi giữa đường đó, giữa đường có nhà của một cái gia chủ, cũng bạn bạn của cha, cũng là nhà giàu đó, bạn của cha đó, rồi con ghé ngang đó, rồi con ăn đỡ đi ha, rồi con đi tiếp. Thì bé nó đâu có biết đâu, thì nó đi như vậy, thì nó ghé ghé nhà của người bạn, người bảo hộ bạn của người cha của mình ấy. Thì cái người này đó có gia đình này là có một cái cô tiểu thơ, là suốt ngày ở trong phòng thôi, coi như là khuê môn bất xuất, suốt ngày ở trong phòng thôi. Nhưng mà do nhân duyên quý vị, do nhân duyên, thì ngày hôm đó đó, khi mà nghe cái cô người hầu đó kể là hôm nay là ông bà có khách, và cái anh khách đó tên là khô sá cá đó, thì cái cô tiểu thơ đó, con ngôi nhà đó đó là vợ trước của cái người này. Thì khi nghe như vậy đó, thì cái tình cảm năm xưa đó nó ùa về, mà chúng ta tạm gọi nó giống như là tiếng sét ái tình vậy đó. Thì tự nhiên là yêu yêu ngay từ cái tiếng tiếng khi mà nghe nghe tên thôi đã yêu rồi. Thì mới hỏi là bây giờ là chàng ở đâu, chàng ở đâu đấy. Mới xuống mới thấy là ở trong người người lúc này là anh công tử nó đang ngủ, thì cô mới thấy là trong người anh này anh có cái lá thơ, cũng mới tò mò cô mở ra cô coi. Thì trong lá thơ đó thì cái người mà thiên hộ đấy, nhờ 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 quản lý là giết giùm cái anh này. Thì cô này cổ mới nghĩ là tội quá, ông đem cái lá thơ cho người ta giết mình mà không biết, mà thương thương anh này quá, mà thương quá giờ làm sao giờ. Thì cổ mới quyết định ấy, là cổ viết một cái cổ giả cái phong cách của lá thơ đó, cổ viết cho cái anh, cổ viết là để cho cái người quản gia đó đó chuẩn bị là hôn lễ, là sính lễ đó, rồi xây cho một cái coi như là một cái biệt thự, biệt thự là ở ở ngoài không có về nhà nữa, và đem sính lễ là đến là cưới mình về đó, rước mình về. Và nhờ như vậy đó, nhờ như vậy thì cái vị quản gia đâu có biết gì đâu, thì tưởng là ông chủ sai mình đi làm thiệt đó, thì mới đưa đến và coi như là cưới vợ cho công tử. Thành ra đó, ngài Pháp Minh đó, ngài mới dịch một cái đoạn thơ Pali là như thế này: xưa từng chung chả ra vào, giờ nay tái ngộ lòng nào chẳng lay, men tình vừa nhấp đã say, bèo xanh gặp nước càng ngày càng tăng. Đấy. Đi chờ tí xíu. Thì ông này, ông thiên hộ thì ông năm lần bảy lượt ông muốn giết mà giết không được,
thì ổng ức ức thành bệnh, con chết nữa đấy. Thì ông mới bệnh và ông mới sai người cho gọi cái cậu Lôi Âm này về đấy. Nhưng mà cô vợ thì cổ bày kế, cô cản không có cho chồng hay. Thì cổ cứ hỏi hỏi người nhà đó, là ông chủ là bây giờ đã có còn còn khỏe không, nó còn khỏe không. Thì mấy lần như vậy đó, khi mà ông chủ ổng nghe nói là ông chủ còn khỏe đó, thì cô vợ cổ cản, cổ chưa có cho về đấy. Nhưng mà cho đến đến khi mà nghe nghe là người hầu nói là trời ông chủ giờ yếu lắm rồi, coi như là sống nay chết mai vậy, không không biết là còn sống bao lâu nữa, thì thôi giờ cậu mợ ráng về đi để gặp ông chủ đấy. Thì lúc bấy giờ đó, cô vợ cũng mới cho chồng biết đi về. Thì khi về như vậy đó, cô vợ cô để ông chồng ngồi ở dưới chân, và cô vợ cổ lập mưu mà, thì cổ ở trên đầu để có gì thì cổ biết đường mà cổ xử lý. Thì cái ông cha đó ổng mới hỏi cho coi như là thống kê lại cái tài sản của ổng. Và khi ổng nói đó, là bây giờ cái tài sản này ổng ổng định nói là tài sản này là con đứa con ta sẽ không được thừa kế, nhưng mà do nghiệp á, do cái nghiệp cho nên là ổng nói lộn là cái tài sản này con ta sẽ được thừa kế. Thì khi ông nói ra, ông biết ông nói hớ rồi. Mà quý vị biết là có đôi khi chúng ta nhầm lẫn, đương nhiên là có những khi chúng ta nhầm lẫn và chúng ta thất niệm, nhưng mà có những việc nhầm lẫn nó lại do nghiệp. Thì cái việc này là nó nhầm lẫn do nghiệp. Sẵn đây thì sư ké một cái câu chuyện để mà ai mà có trong cái trường hợp giống như sư đó thì có cái lưu ý. Cũng trong cái chuyện nhầm lẫn, mà nhầm lẫn trong mấy kế toán sổ sách đó, là có đôi khi là chết đó. Thì có lần đó, sư ra sư gửi tiền vào ngân hàng, sư đi gửi thì được. Cái đó không phải tiền của sư nữa, chứ đừng để mất công người ta nói ông sư cũng già quá mà tiền gửi ngân hàng, đúng không phải tiền của sư, nhưng mà cái kiểu tín nhiệm á, thành ra là cứ cầm một mớ đó đó rồi đem đi gửi, cũng không có biết là bao nhiêu, cũng không có đếm đấy. Thì khi gửi nhờ cái cô mà cổ thu ngân á, cổ đếm giùm. Thì khi cổ đếm đếm giùm như vậy đó, bình thường á, bình thường sẽ không để ý đâu, nhưng mà hôm đó sẽ để ý. Tại vì tiền ví dụ như chia ra cọc 500, cọc 200, cọc 100, 50, rồi 20, rồi 10 ngàn, 5 ngàn. Thì khi mà chia ra như vậy nó bỏ vô máy nó đếm. Thì sư ngồi ngồi bình thường thôi, nhưng mà lưu ý cái gì? Lưu ý cái số tiền, cái số tờ á, ví dụ như 500 ngàn, mình giá 500 ngàn bao nhiêu tờ, mình giá 200 ngàn bao nhiêu tờ. Khi mà nó hiện lên cái số tờ như vậy đó, nhìn qua lại cái bàn phím của cái cô thu ngân á, để coi cô nhập có đúng cái số đó hay không, thì sẽ thấy là cô nhập không đúng. Thí dụ như 19 tờ mà cô nhập có 16 tờ, thí dụ như vậy thôi đấy. Thì khi mà cổ nhập xong như vậy đó, như là hai mệnh giá 500 ngàn và 200 ngàn là nhập, thì mà nhập thiếu. Thì khi mà cổ in ra thì để cho mình ký, đưa giấy cho mình ký. Nếu mà mình ký luôn á, bút sai gà chết, là coi như là mình đã xác nhận rồi. Thì sẽ mới cầm cái này đấy, cầm cái tờ giấy này, nói là thôi bây giờ cô bỏ vô máy, cô đếm lại giùm sư một lần nữa để sư đối chiếu đấy. Thì quý vị biết rồi, thì cổ bỏ vô cổ đếm lại thì mới đây nè, thấy không? Đây hồi nãy nè, 19, bây giờ còn có 16 rồi. Đây, đây thấy không, khác nè đó.
Rồi bây giờ cô đếm tiếp đi, đếm tiếp đi, dò tiếp. Đó, dò tiếp là mấy chỗ bị sai. Như vậy đó. Thì sư không có muốn, không mình không có muốn nghĩ nghĩ quấy cho người ta, thì có khi do cái nghiệp không chừng. Đó. Có khi do cái nghiệp không chừng mà người ta nhập liệu đó. Người ta nhập thì tự nhiên là thay vì bấm số 9 người ta bấm số 6. Có khi nó cái nghiệp nó khiến không chừng. Chứ không phải là lúc nào mình cũng nghĩ là người ta cố tình người ta ăn chặn ăn bớt gì mình đâu. Đấy. Thì sư nói vui thôi, sư nói cái này á, từ cuối ngày mà cô thống kê cô kết toán có khi là chết đấy. Đấy. Sư nói vui thôi. Thì nói như vậy để ví dụ như mà trường hợp sau này quý vị có ai đó mà có hoặc là tu sĩ hoặc là không phải đó, mà có ai đó mà nhờ gửi tiền đó, mà cái kiểu mà tiền mà đếm ở nhà mà chưa có đếm, hoặc là ở nhà đếm mà mình không chắc á, mà đem vô trong ngân hàng thì có khi là phải kiểm tra lại, đối chiếu lại ha. Thì quay trở lại cái trường hợp công tử này, thì khi mà cái cô vợ cũng nghe ông nói nhầm đấy, ông cha chồng nói nhầm, thì cổ không có cho ông cha chồng mà ông đính chính, là cổ coi như là cổ gào, cổ khóc, là cổ ôm ngực, rồi cổ ôm ngực ông cha chồng đó, rồi cổ khóc sùm trời đất hết, là coi như lúc đó là khỏi khỏi chăn trối khỏi gì luôn. Là cái câu nói hồi nãy là đã nói rồi, tức là tài sản là cho hết đứa con, mọi người đều nghe. Và sau đó là cái cô vợ cổ khóc thì ông bá hộ cũng gì biết là ông nói hớ thế, ông không có chữa lại được, cô nổ ồn quá ông ức, rồi một hồi là ông tắt thở ông chết luôn. Và cứ thế là anh công tử ảnh thừa hưởng hết cái quyền thừa kế đấy, kế thừa tài sản. Và khi mà ảnh kế thừa tài sản rồi đấy, thì cô vợ cũng mới báo cho anh biết là cái sự thật đó, là cái người mà anh coi là cha gì nè đấy, thực tế đó là ổng không có tốt lành gì đâu, ổng hại anh ấy, mà tại vì nhờ em á, mà anh mới cưới được em, mà anh không có chết anh hưởng được cái tài sản thừa kế, anh chồng anh không có tin. Thì cô vợ thì lúc đó cái bà người hầu năm lần bảy lượt mà đem cái cậu công tử khi mà còn nhỏ đỏ hỏn mà hại chết, thì cổ mới xác bả mới xác nhận. Thì lúc bấy giờ đó anh công tử anh nghĩ là nghiệp nặng, thành ra là thôi bây giờ phải làm phước thôi, chứ còn nghiệp nghiệp mình nặng quá, thành ra mới mới bị người ta hại như vậy. Chưa nghĩ chuyện đi tu đâu, chưa nghĩ chuyện đi tu. Thì lúc bây giờ đấy, sau khi mà thừa hưởng cái tài sản thừa kế rồi đó, qua một thời gian sau đó, cũng nhiều năm sau, thì trong suốt suốt thời gian này, cái vị này có hai người bạn cũng là nhà giàu với nhau, thì ba nhà thì thường xuyên hộ độ là 500 vị ẩn sĩ sống ở trên núi tuyết, có nghĩa là sống trên Himalaya đó, vẫn thường xuyên hộ trì 500 vị này. Một hôm 500 vị ghé nhà, thì trên đường đi đấy ghé một cái 500 vị mới ghé một cái cây da, là cây đa mà to. Cái vị trưởng trưởng nhóm trưởng cái nhóm tu sĩ này, nhóm này là không phải theo đạo Phật nha, không phải theo đạo Phật, chỉ là cái nhóm tu sĩ thôi đấy. Khi mà ngồi dưới gốc cây này đấy, khi mà nhìn cái gốc cây to như vậy thì mới suy nghĩ là chà, cái này chắc cũng cái vị nào vị thọ thần ở đây là chắc cũng cũng là cái vị cũng nhiều oai lực nha. Thôi bây giờ thử đi, bây giờ tôi muốn là cho tôi nước uống được không?
Thì cái vị thọ thần này đó mới mới biến hiện ra, mới biến ra nước để cho 500 vị này có mà dùng. Là vị này mới suy nghĩ điểm nữa. Thì bây giờ cho tụi tôi đồ ăn đi. Thì vị này mới biến hiện ra đồ ăn để cho 500 vị này có mà dùng. Thì khi mà cái vị mà trưởng đoàn ấy, vị đó nghĩ muốn cái gì đó thì vị thọ thần đều biến ra cái đó hết cho vị ẩn sĩ. Thì vị này mới nghĩ tới cái lần lần cuối cùng, vị này mới nghĩ là thôi bây giờ cho tôi thấy mặt đi. Thì vị thọ thần mới hiện ra để cho vị ẩn sĩ này thấy. Thì khi mà thấy như vậy đó, vị này cái đoàn 500 người này mới hỏi là không biết là ngài đã tu tạo cái phước gì mà giữ thần vậy, có nghĩa là nhiều thần lực như vậy. Đấy, coi như là muốn cái gì là có cái đó, biến hiện ra là coi như 500 người là biến rất là nhẹ nhõm. Thì vị này ban đầu cũng ngại không muốn nói, nhưng mà cứ gặng hỏi đấy. Thì vị này mới nói là hồi xưa thì tôi là người làm người ăn kẻ ở cho ông cấp cô độc anh là thay bên đi cá. Thì khi mà tôi mới vào thì tôi không biết là ngày hôm đó là cả nhà ông cấp cô độc đó, từ ông chủ cho đến người làm, toàn bộ trong ngày hôm đó là giữ bát quan trai giới mà tôi không biết. Thì cho tới cuối ngày đó, ông cấp cô độc ông mới hỏi là cái anh người mới mới nhận vô làm ngày hôm nay nè, rồi ảnh có biết là ngày hôm nay thọ bát quan không? Thì mọi người nói dạ tụi con quên nói. Thì ông cấp cô độc nói thôi quên rồi, thôi ráng nấu cho ảnh phần ăn đi để ảnh có cái anh ăn, tại vì quý vị biết mà giữ bát quan trai giới đâu có ăn chiều, nhưng mà anh này anh không biết thì thôi nấu cho ảnh một phần. Khi về đấy thì anh mới thấy là ủa hôm nay sao đâu hết trơn rồi, sao có mình ăn vậy, đâu hết trơn rồi. Hỏi ra đó mới biết là hôm nay giữ bát quan trai cho nên mọi người không có ăn, và hôm nay giữ bát quan trai là cho nên là không có đi làm, không nghỉ nghỉ làm hết ấy. Mà tại vì quên báo cho anh ấy cho nên là anh vẫn đi làm bình thường, thành ra là thôi anh ăn đi. Thì cái anh người làm công mới này đó ảnh mới nói là thôi bây giờ mọi người ai cũng thọ bát quan trai hết mà không lẽ giờ tôi không thọ, nó sống tập thể mà nó kỳ quá, nó đâu có giống ai. Thì mới xin cho phép là thôi bây giờ cho tôi thọ nửa ngày còn lại được không, tại vì chiều rồi. Thì mọi người mới nói thôi cũng được, nhưng mà nhớ xin ông chủ nha, nhớ xin ông chủ. Và sau khi mà vị này xin ông chủ đó, ông cấp cô độc đó cho thọ bát quan trai giới nửa ngày còn lại, tối đó đó bị trúng gió, đau bụng đó, đau bụng mà trúng gió, ông cấp cô độc á ông mới đem thuốc đến, có nghĩa là mật ong đó, kẹo rồi mật ong. Thì ông mới hỏi là thôi bây giờ dùng thuốc đi để cho nó đỡ, chứ còn giữ bát quan trai thì cũng dùng thuốc được chứ không phải là không được. Nhưng mà anh nói dạ không, cái này con muốn làm rốt ráo luôn, con là không có cái gì được ăn hết trơn á. Thì ông nói ông cấp cô độc khuyên hoài không nghe thì thôi. Ông đi, và cái anh người làm này đó thì ảnh giữ đúng được một cái buổi như thế, và ảnh mệnh chung, và khi mệnh chung như vậy thì sanh làm cái vị thọ thần này đấy. Và khi mà 500 vị ẩn sĩ và nghe đến cái từ mà Đức Phật ấy, khi mà nghe đến Đức Phật, nghe đến giáo pháp, nghe đến chư tăng, thì 500 vị ẩn sĩ này mới quyết định là đến quy y đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà trước đó đó thì cũng đến chào từ giã ba anh đại gia thí chủ này. Thì sau khi mà đến từ giã thì ba vị này mới nói là thôi bây giờ các ngài đi thì cũng cho con đi với, chứ không lẽ giờ các ngài đi mà để con mình ở đây làm sao. Nhưng mà 500 vị này nói đó, nhưng mà bây giờ mấy ông chuẩn bị nó rườm rà lắm, thôi bây giờ tụi tôi đi trước ha, rồi mấy ông đi tới sau.
Thì sao đương nhiên là 500 vị này khi mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nghe tuần tự pháp thoại và chứng đắc đạo quả A La Hán. Còn ba vị đại gia thí chủ này đấy thì sau khi mà chuẩn bị vật phẩm tứ sự cúng dường, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nghe pháp, và sau đó thì nương tựa nên Đức Thế Tôn xin quy y Tam Bảo. Sau đó đó thì ba vị này thì thỉnh Đức Thế Tôn về về cái chỗ họ ở, và mỗi vị xây cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn một cái ngôi chùa. Thì riêng cái vị công tử này đó thì xây cái ngôi chùa đó mang tên của vị này tên là Lôi Âm đó, thành ra là đặt tên là Lôi Âm Tự đó, là Khô Xí Ta Ra Mát đấy, đó là cái nguồn gốc của cái Lôi Âm Tự. Nhưng mà cái vị này còn chưa hết đâu, vị này chưa hết đâu. Vị này đó, cái ông cái anh công tử mà cái người ông chủ mà Lôi Âm này đó, một thời gian sau đó nhận một cái người con nuôi. Thì cái cô con nuôi này đó là con của một cái người bạn, nhưng mà do bị dịch bệnh đó, thành ra là mất mát tài sản và chết. Chuyện thì nó cũng dài dòng mà sẽ tóm tắt thôi. Chết và ông này ông nhận làm con nuôi. Và sau khi nhận con nuôi như vậy đó, trong một lần lễ hội, cô này và 500 cô người hầu đi ra bến nước chơi tắm rồi chơi đó, thì gặp ông vua vua Úy Đê Ná mà hồi nãy sư vừa mới nói trên. Thì ông vua mới rước nàng về dinh, có nghĩa là rước về làm hoàng hậu đấy. Và trong cái nhóm mà 500 cô cung nữ này đấy, thì có một cô tên là Kuchutara, là cô này cổ đặc điểm là cô bị lưng gù, và cổ mỗi một ngày như vậy đó thì nhà vua là cho cổ là 8 đồng tiền vàng để mà cổ đi mua hoa để trang trí trong cung điện ấy. Thì bình thường cô này là cổ ém 4 đồng, cũng mua 4 đồng thôi, cô ém 4 đồng lại cổ ăn chặn. Thì trong một lần cái người mà bán hoa đó thỉnh Đức Thế Tôn về, và Đức Thế Tôn sau khi mà thọ thực xong thì ngài thuyết pháp, thì cô này cổ mới tiện thể thì cổ ghé ngang qua cổ nghe. Và khi nghe pháp như vậy, cổ chứng sơ quả Tu Đà Quờn. Sau khi mà cổ chứng sơ quả Tu Đà Quờn thì đương nhiên là cổ, quý vị biết là một vị đã giữ một vị Tu Đà Quờn là mặc định ha, cư sĩ mặc định là giữ năm giới một cách tự nhiên, có nghĩa là vị này không bao giờ là phạm giới dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Thành ra hồi xưa đó ăn chặn 4 đồng mua 4 đồng, nay mua 8 đồng, có 8 đồng mua hết 8 đồng. Thì về đương nhiên là chủ hỏi: "Ủa hôm nay hoa sao bán rẻ hơn mọi lần ha?" Thì cô mới này cô vì biết một vị sơ quả không bao giờ nói dối, cô mới thưa thiệt là: "Dạ thưa bà chủ, là hồi xưa đó bà chủ đưa em 8 đồng, em mua có 4 đồng thôi, em ăn chặn hết 4 đồng đó. Nhưng mà bây giờ sau khi mà em nghe pháp của Đức Thế Tôn rồi đó thì em mua luôn 8 đồng." Thì nếu như mà như người ta đó, là coi như là: "À hồi xưa giờ mày ăn chặn 4 đồng ha, bây giờ là tiền đâu, lôi ra coi như là xử cho đẹp." Nhưng mà bà hoàng hậu này thì là không giống như vậy. Bà mới hỏi là: "Ủa em gặp Đức Thế Tôn rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp làm sao rồi về kể lại cho chị nghe?" Thì cô này mới nói đó: "Dạ mặc dù á vai vế là chủ tớ, nhưng mà pháp thì không không có dễ cho đâu, quý vị nhớ nha, pháp không có dễ cho đâu, chứ không phải như bây giờ chúng ta là cái kiểu mà buôn pháp dạo là không có nên." Thì cô mới yêu cầu là phải được tắm tắm cho nó đàng hoàng và thay một y phục đẹp, mặc y phục đẹp và ngồi ở cái ghế cao, ngồi trên cao đó. Và cô bà hoàng hậu đó và mấy cô cung 500 cô cung nữ đó là phải ngồi ở dưới để mà nghe cổ thuyết pháp.
Thì sau khi mà thuyết pháp như vậy thì bà hoàng hậu được nghe pháp nhũ thì bà rất là mừng, và bà cũng như là 500 cô cung nữ mới nói là thôi bây giờ đó cái việc gì của việc gì của người nhà làm thôi bây giờ em đừng có làm nữa, em chỉ làm giùm chị mấy chị là mỗi một việc thôi, đó là đi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bởi vì quý vị biết mà, hoàng hậu thì không có tùy tiện ra ngoài cung, cũng như là cung nữ cũng không có tùy tiện ra ngoài cung, chẳng qua là cô này là cổ lưng gù đó, rồi sai làm việc vặt thì cổ hay đi ra đi vô thôi. Thì sẵn đó là thôi bây giờ là em chỉ làm một việc là em đi đến gặp với Đức Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, em về em thuyết lại cho mấy chị em nghe đó. Kể từ đó đó, kể từ đó thì Phúc Chúa Tao Ra trở thành một vị đệ nhất Tam Tạng pháp sư mà thuộc về bên nữ, là nữ cư sĩ, bà là đệ nhất Tam Tạng pháp sư, là toàn bộ các cái kệ ngôn Đức Phật thuyết là bà thuộc hết đó. Thì cái đặc điểm của cô Khuchitara đó có nhiều cái để bàn, bởi vì cái câu chuyện về nàng Khuchitara đó là một cái gọi là cái trường hợp kinh điển mà các vị pháp sư thường hay kể. Đó là gì? Nàng mặc dù nàng được cái phước là nàng là một vị đệ nhất đa văn trong dòng nữ cư sĩ, nhưng mà nàng lại bị lưng gù, và nàng lại làm cái giai cấp gọi là tôi đòi ở đợ. Cái nguyên nhân như thế này là hồi xưa đó, ở cái kiếp xưa đó, nàng từng hộ độ cho một cái vị Phật độc giác đó. Nhưng mà nàng vẫn chơi đó, vẫn chơi mà hay kể kiểu như nói chuyện giỡn chơi, kể mấy người ta mấy bà tám với nhau, thì nàng mới lấy một cái chén á, mấy cái chén nàng nghịch đó, nàng úp lên lưng nàng, nàng kể giả bộ à đây nè đó 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 cái ông sư mà tôi hộ độ ông bị gù vậy nè, đó ông đi vậy nè, thì cái ác ý nhỏ đó thôi đó, gì biết chỉ có cái kiểu mà nói như vậy không thôi đó mà nàng sanh ra, cứ sanh ra là bị gù lưng, cứ sanh ra là bị gù lưng. Thành ra ta cẩn thận cái lời nói của mình ha. Chúng ta không biết là chúng ta khi mà chúng ta giỡn về cái một ai đó, chúng ta không biết được cái người đó tu hành như thế nào, giới hạnh là như thế nào đâu. Thì cái vị độc giác này đương nhiên là vị này cũng lưng cũng hơi gù chứ không phải là không có, nhưng mà cái kiểu mà nói năng như vậy là phạm thượng, thành ra là đời đời sanh ra là cô này cổ bị gù lưng. Đương nhiên cái chuyện cổ gù lưng á không phải là vị độc giác này là vị đó trừng phạt cổ đâu, nhưng mà do chính cái việc cổ làm cho nên là cổ phải chịu cái nghiệp của cổ, chứ không ai trừng phạt cổ hết trơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nhờ cái việc mà cô này cổ phục vụ cho vị độc giác á, cho nên là cổ mặc dù là bị gù lưng nhưng mà cổ vẫn sanh vào những cái dòng dõi cao quý. Thì trong một kiếp, kiếp Đức Phật quá khứ là kiếp Đức Phật Ca Diếp, cô này cổ là một cô công chúa. Thì trong một lần cô công chúa này đó có một cái người bạn là vị thánh A-la-hán, thánh ni A-la-hán. Vị thánh ni trong một lần mà ghé nhà bạn chơi, ghé thì cô này bạn thân với nhau mà cổ chỉ, mà lúc đó không có người hầu kế bên, thì cổ chỉ tiện thể cổ mở miệng cổ nhờ thôi, nói dạ ni sư sẵn ni sư cầm giùm con cái giỏ. Thì ngay lập tức vị thánh ni vị đó mới suy nghĩ như thế này: nếu như mà mình không có cầm giúp cổ thì cổ sẽ oan trái với mình và cổ sẽ đi địa ngục, còn nếu mà mình cầm cái giỏ cho cổ thì do cái nghiệp mà dám sai cái bậc tu hành như vậy đó, cho nên là cổ sẽ đời đời sanh ra là bị vô cái dòng dõi nô lệ,
Và vị này suy nghĩ đấy, thôi thì dù sao đó làm nô lệ thì nó vẫn tốt hơn đi địa ngục, cho nên là vị thánh ni mới cầm cái giỏ đưa cho cái cô công chúa. Quý vị, thành ra xin nhắc quý vị ha, có hộ độ chư tăng hoặc là gần gũi chư tăng như thế nào đi nữa, cẩn thận cẩn thận, tại vì cái kiểu mà nhờ như vậy thì cái kiểu mà sai khiến như vậy, cái nghiệp đó nó sẽ dẫn chúng ta đi đến cái nghiệp làm cái kiếp tôi đồi ở một cái kiếp vị lai. Mà sư thì sư vẫn thường gặp một số trường hợp đại gia thí chủ mà bắt chư tăng ra đứng chào thì không biết là mai mốt là phải làm đầy tớ là bao lâu thì sư không biết, chứ còn cái kiểu đó là không có nên ha, không có nên. Đó. Và cái nhân duyên á, mà bà được cái đại trí tuệ như vậy đó là nhờ cái kiếp xưa, trong một cái kiếp đó, thì bà làm người hầu, nhưng mà bà thấy những cái vị Phật độc giác á, khi mà lãnh cái phần thọ thực á, thì do cái phần đồ ăn nó nóng, thành ra các ngài cứ đổi từ tay này qua tay kia, cứ đổi qua đổi lại như vậy đó, thì nàng mới lấy cái vòng bằng ngà của ngài đấy, của nàng ấy, ngài dâng cho các ngài, và khi để mà các ngài cầm thì nó cách diệt ấy. Thì khi mà các ngài nhìn nhìn cô thì cô mới nghĩ là cô hiểu ý của nó là dạ không, cái này các ngài khỏi trả, cái này con dâng là dâng luôn đó, là các ngài xài là tùy hỷ, là con không có đòi lại đâu. Thì nhờ như vậy đấy, thì sau này là cô có được cái đại trí tuệ là Mahayana, Mahapanya. Đó là khả năng ghi nhớ các kinh tạng. Và ông vua thì còn có một bà hoàng hậu, ông vua ông có ba bà hoàng hậu lận, tôi không hiểu hồi xưa sao mà không có tính phi mà tính hoàng hậu. À, bà hoàng hậu thứ hai đó, ông vua Udena có bà hoàng hậu thứ hai là bà Vasuladatta. Thì bà này đó là con của một cái vị vua nước láng giềng là vua Chandrapacho Tát. Thì vị vua này đó có một cái phước đó là ông có năm cái con vật là đi siêu nhanh, là gồm là hai con voi, hai con ngựa và một người hầu, đi rất là nhanh đó. Và một trong hai con voi đó tên là Nalagiri, thì sư không chắc là voi Nalagiri này là có phải là một với lại con voi Nalagiri và 110 vị độc giác, ý là 10 110 vị chánh đẳng chánh giác vị lai hay không thì sư không chắc nha. Đấy. Thì ông vua này đó sau này ông còn dính dáng đến chuyện của lương y Chiêu Quá Cá nữa. Và ông vua này rất là nóng tánh và thường hay thích xâm chiếm để mà mở mang bờ cõi đó. Thì có một lần thì ông vua này ông muốn bắt bắt ông vua Udena. Nhưng mà khi mà biết cái chuyện ông vua Udena là có khả năng mà điều khiển voi đấy, thì ông mới lập cái mưu là cho lính làm một cái con voi bằng gỗ mà thiết kế làm sao y như từng voi thiệt vậy đó. Ở trong đó là có cơ quan ha, rồi cho lính là chui vào trong đó và để cho cái con voi nó hoạt động. Thì con voi đó nó y như thật và nó rất là đẹp, rất là lớn và rất là đẹp. Thì ông vua Udena khi mà ông thấy con voi đó đó, ông mới đuổi theo, ông mới gãy cái dây đàn. Nhưng mà quý vị biết rồi, con voi nhân tạo đâu phải con voi thiệt đâu mà nó nghe cái câu chú thuật. Thành ra nó vẫn bỏ đi.
Và vua Udena mới đi theo. Thì khi mà đi theo như vậy đó, lọt vào phục kích. Và thế là ông vua bị bắt. Nhưng mà ông Chanh Đá Bách Chô Tá, ông vua này đó, thì ổng lại muốn học cái phép điều khiển voi của vua Đề Ná. Thành ra là bắt ông vua Đề Ná là dạy. Nhưng mà vua Đề Ná nó bây giờ muốn dạy đó là ông phải quỳ ông lạy tôi, tại vì tôi là thầy mà, thì ông phải quỳ ông lạy, chứ còn không thì thôi, ông muốn giết cứ giết chứ còn dạy thì không dạy. Thì ông vua ổng cũng ngã mạng, thì ông mới nghĩ là bây giờ mình không học thì để cho con gái mình học, cho đứa con mình đi học, rồi có gì nó dạy lại cho mình đó. Nhưng mà để tránh cho hai cái người này đó, gọi là nam nữ gần nhau đó, ổng mới dựng một cái tấm màn ở giữa, và ổng nói với ông vua Đề Ná đó là thôi bây giờ trẫm không có học, nhưng mà trẫm cho cái đứa con gái mà nó bị gù lưng sứt môi của trẫm là cho nó học ha, được không? Thì vua Đề Ná nói là thì ai tới cũng được, ai tới học cũng được hết. Và vua Đề Ná mới về về nói lại với cô con của mình, với cô công chúa đó, nói là cha có một cái ông vua mà ổng vừa cùi lẻ ghẻ mà lỡ loét đấy, thì nhưng mà ổng có cái phép mà dạy voi đó, thì thôi bây giờ con tới con học đi, rồi có gì con nói lại cho cha nghe. Thì cách cái màn ở giữa như vậy đó, thì cô công chúa cổ đến là cổ quỳ cổ đánh lễ ông vua này và cổ học, nhưng mà học cái gì biết, không biết cho cái nghiệp chướng hay sao, nó học hoài học không vô, học hoài họ không thuộc. Tức mình quá, ông Ô Đề Nam nói trời ơi đồ có thứ sức môi, học có một câu nó học hoài học không được. Cô này mới cũng mới tức, cô vén cái màn của chui quá, cô vén cái màn của chui quá, ông nghĩ sao ông kêu tôi sức môi, ông là cái đồ cái thứ mà ghẻ lỡ ghẻ chóc đèn người, ông kêu tôi sức môi là sức sao sao hả, nhìn đây nè sức ở chỗ nào sức chỗ nào. Thì khi mà hai người gặp nhau mới chân thỉnh nói trời ơi đẹp chứ hả, trời ơi, đẹp chứ đâu, bệnh đâu có đâu, sức môi đâu có đâu, đâu có ghẻ gì đâu. Rồi thì khi hai người gặp nhau thì rồi từ đó là hai người khỏi học hành gì luôn, đó là cứ căng cái rèm che ở ngoài đó, hai người ở trong là làm gì đó tự hai người nó biết đấy, là khỏi học hành gì hết. Ông vua ổng cứ nào ổng hỏi đó, thì cái cô công chúa cũng nói dạ con đang học, dạ con đang học, con học chưa có thuộc, con học chưa có thuộc, con đang học. Thì cứ vậy đó ngày này qua ngày khác. Rồi ông vua Đề Ná thì ông mới nói là bây giờ nàng giờ tìm cách đó để cho ta về về nước đi, ta về nước rồi có gì ta đem nàng lên làm hoàng hậu. Thì quý vị biết mà, nữ thì lớn lên thì nó theo chồng thôi, nó thuyền theo lái mà gái theo chồng thôi, chứ còn lúc đó đừng có nghĩ gì cái chuyện mà nhà nữa trơn. Thành ra là nó lập mưu là nó ôm hai con ngựa của nhà vua đó, và thế là về. Thì đó là xong bà hoàng hậu, mà hoàng hậu thứ nhì. Nhưng bà hoàng hậu thứ nhì này á, thì không dính dáng gì tới chuyện này hết, mà tại vì ông vua ông có ba bà đó, thì thôi thì sẵn là nhắc luôn. Mà cái bà hoàng hậu thứ thứ ba này là mới có chuyện nè. Thì bà này tên là Magandhija, thì bà là con của hai vợ chồng bà La Môn. Hai vợ chồng bà La Môn này là rất là giỏi xem tướng, nhưng mà do đứa con của mình nó đẹp quá đi, cho nên là hai vợ chồng này mới nghĩ là cái dân thường này không có xứng đáng với con của mình. Thì trong cho nên là gặp ai tới xin là cũng từ chối hết. Cho đến một lần đó, ông cha đó thấy thấy Đức Thế Tôn đang đi bát, thì ông mới nghĩ nhìn thấy cái tướng là đẹp quá thì ông mới nói là đây đây. Mới gặp là nói thôi ngài ngài chờ tí nha, ngài chờ tí nha. Con tôi đó người ta là coi như là gánh ngàn vàng sính lễ là trâu bò heo ngựa gì đó tới là tôi không có cho, nhưng tôi không có cho cưới đâu, nhưng mà bây giờ gặp ngài là ngài quá đã, tôi là tôi cho không luôn á, cho không luôn á.
ngài chờ đến ngày chờ nha, tôi dắt vợ, tôi dắt dắt vợ tới đưa cho ngài, dắt con gái tôi tới làm vợ vợ ngài, ngài cầm về không luôn, khỏi đồng xu các bạc nào hết. Đức Thế Tôn ngài đương nhiên là ngài không có nhận lời, và ngài chú nguyện là hãy để cho cái tướng của cái bàn chân của ngài nó in xuống dưới đất. Mà đây là một đặc điểm của một vị chánh đẳng chánh giác, đó là khi mà Đức Thế Tôn không muốn, không có chú nguyện lưu cái dấu chân của ngài đó, thì nơi ngài đi qua không có dấu chân. Còn khi mà ngài muốn lưu lại cái dấu chân thì cái dấu chân đó nó sẽ rõ ràng, cái dấu vết là có luôn cả cái dấu bánh xe là ngàn cân, nó có đủ hết. Và cái dấu chân của ngài là sẽ không có coi như là đất đá hoặc là không cách chi mà nó phai mờ. Câu chuyện này quý vị nghe nhiều rồi, thì bà vợ khi mà nghe như vậy đó, bà vợ bà mới tới, bà vợ mới dắt đứa con tới trang điểm này nọ tới. Và quý vị biết là cái nhà này gọi theo kiểu thời nay là chảnh ghê lắm, thành ra là không có cưới ai, mà bây giờ là cái thôn thành ra là thiên hạ tò mò đó, cũng bu đen bu đỏ tới để coi coi là ông này ông chấm ai. Thì khi bà vợ bà nhìn cái dấu chân đó, bà nói là không được ông ơi, cái dấu chân này là dấu chân của không phải người phàm đâu, cho nên là cái này thua rồi, có một người ly dục thôi chứ còn một người hưởng dục là không có dấu chân này. Nhưng mà ông chồng ổng nói là không, thôi thì bà cứ bà với tôi thì cứ, cứ tới gặp coi sao. Thì mới ngó quanh ngó quất và thấy Đức Thế Tôn ở bên đường, và kéo lại đó nói lại cái chuyện mà xin gả con gái. Thì Đức Thế Tôn kể lại cái chuyện là ngài chiến thắng Ma Vương ở dưới cội Bồ Đề đó. Và sau đó đó là ngài độ, ngài chiến thắng là ba cái cô con gái Ma Vương ấy, ba cô con gái của Ma Vương. Thì sau đó đó sau khi mà thuyết xong cái thời pháp thoại đó, thì hai vợ chồng chứng quả Anaham. Nhưng mà trong cái lời pháp của Đức Thế Tôn có một câu như thế này, đó là ngay cả như con gái của Ma Vương á, ta còn không có động vào dù chỉ là cái bằng chân đi, huống chi là những cái thân xác mà đầy những cái ô uế, đầy phẫn và nước tiểu như thế này. Thì khi mà nói như vậy đó, thì cái cô con gái của đem hận, bởi vì quý vị biết rồi, xưa giờ là thiên hạ là người ta quỳ, người ta nâng, người ta đội lên đầu mà còn không chịu cưới, cổ còn không chịu gả. Mà bây giờ gặp gặp Đức Phật là Đức Phật là chê, em mới nói là không cưới thì thôi, mắc cái gì mà nói người ta là cái gì mà phân với nước tiểu đấy, thì cổ mới oan cái. Mà quý vị biết á, bên Trung Quốc họ có câu như thế này, thà đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Mà sau đó còn có một câu nữa là thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng có đắc tội phụ nữ. Nhưng mà bây giờ mà nàng bắt đầu nàng mang hận rồi là thế. Mà quý vị biết là đương nhiên Đức Thế Tôn thì không phải là ngài, mục đích của ngài là để cho người ta mang hận ngài. Mục đích của Đức Thế Tôn là độ cho hai hai vợ chồng là chứng Anaham, nhưng mà còn cái chuyện kia là cái chuyện là không tránh khỏi. Đấy. Cho nên là bà hoàng hậu là sau đó đó thì đương nhiên là lấy vua Úy Đê Na và trở thành bà hoàng hậu thứ ba. Thì bà này mới dùng nhiều cách để mà bà công kích Đức Thế Tôn. Như là khi mà Đức Thế Tôn đi vào cổng thành ấy, thì khất thực thì ngài bà mới dặn cho người dân ấy, là chửi rủa ngài, để chửi rủa ngài không có cúng dường ngài, chửi rủa ngài. Thì đây là một cái đoạn kinh là cũng khá là nổi tiếng. Thì Đức ngài Ananda ấy, họ nói với Đức Thế Tôn là bạch Thế Tôn là thôi bây giờ dân ở đây là nó hung dữ quá, thôi bây giờ thì là mình đi nơi khác đi. Đức Thế Tôn nói là nếu như mà đi nơi khác đó thì xứ đó họ cũng hung dữ như vậy rồi sao?
Thì Ananda ngài mới nói là dạ thì đi nơi khác nữa. Thì Đức Thế Tôn mới nói là như không có nên như vậy. Giống như con voi đó mà nó ở giữa cái trận tiền thì nó phải hứng chịu những cái mũi tên. Cũng vậy đó. Những cái vị tu sĩ khi mà đối diện với những cái lời phỉ báng thì nên ở lại đó cho đến khi cái lời đó nó chấm dứt thì thôi. Có một phiên bản nữa là nói là Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda đó là bây giờ một vị lương y giỏi đó thì nên chữa người bệnh nhẹ trước hay là chữa người bệnh nặng trước, và có nên từ chối người bị bệnh nặng hay không. Thì Ngài Ananda nói dạ không, người lương y giỏi đó thì không có từ chối những người bị bệnh nặng. Đức Thế Tôn nó cũng vậy đó, những cái người mà mang ác tà kiến đối với Đức Thế đối với Như Lai đó thì cũng là những cái người bệnh nặng là cần chữa. Và sau đó Đức Thế Tôn nói như thế này: tất cả những cái lời phỉ báng Đức Thế Tôn đó không bao giờ tồn tại quá 7 ngày, và quả thật như vậy, sau 7 ngày thì cái chuyện nó tự nhiên êm xuôi. Rồi khi mà bà hoàng hậu Magandhi đó, bà thấy là các cái mấy cái cô cung nữ của bà hoàng hậu là Samawati đó đục lỗ trên tường để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì bà mới sàm tấu với nhà vua. Và khi mà nhà vua thấy như vậy đó thì nhà vua mới cho chám coi như là làm lại cái những cái cửa sổ là không có đục mà nó thủng mà nó như vậy nữa, mà ngài cho lập cái khung và làm mắt lưới lên đó. Và theo cái tương truyền là đó là cái cửa sổ mắt lưới đầu tiên của nhân loại đấy. Rồi bà còn coi như là giả là đem gà sống rồi gà chết ra, ví dụ như cho đức vua đó, thì sai mấy bà cung nữ cái nhóm bà hoàng nhóm này đó làm gà sống, mà bà thì đương nhiên là các vị này đã quy y rồi thì giữ giới không có sát sanh thì không có làm gà sống, thì bà mới chuyển qua đổi thành gà chết để mà làm cúng dường Đức Thế Tôn. Thì các cái cô cung nữ thì cổ làm bình thường, thì bà hoàng hậu Magandhi thì bà mới sàm tấu với nhà vua, nó là đấy đấy hoàng thượng thấy không mấy cô này đấy mở miệng ra bị đặt giữ giới, coi như là làm cho nhà vua thì kiếm chuyện để mà làm biếng rồi đẩy đùng đẩy thì không có làm. Và tới hồi mà kêu mà cúng dường Phật ấy, thì làm có người nhiệt tình, nhưng mà nhà vua thì cũng để ngoài, nhà vua cũng không muốn nghe. Rồi cho đến một lần thì bà hoàng hậu Magandhi bà mới nhét một bắt một con rắn độc á, bẻ cái răng nhỏ, bẻ cái nọc độc của nó đi rồi cho vào trong cái đàn của nhà vua, cây đàn 3 dây đó, tại vì nhà vua đi đâu thì cũng thói quen đem theo cây đàn. Thì bà mới nhét vào trong cái lỗ, rồi bà lấy cái bông đó bà bịt cái đầu ở lại, bịt cái khe hở của cái cây đàn lại, thì cây đàn nó có cái lỗ hở. Thì khi mà đến đến thăm bà hoàng hậu là Samawati đó, Samawati đó, thì bà mới lựa cái thời điểm đó bà rút cái bông hoa ra, thì con rắn nó bị nhốt lâu ngày mà thì nó bò ra. Thì bà hoàng hậu mới thấy đó, thấy chưa nhà vua thấy chưa, trời ơi, thiếp đã nói rồi nó không có nghe đó, bà này là bà muốn mưu hại hoàng thượng đó, coi như là bà bắt rắn độc mà bà bỏ lên trên giường hoàng thượng đó đó, mà thiếp nói hoài mà hoàng thượng không có nghe. Thì quý vị biết mà, nhà vua có thể nói một lần hai lần họ không có tin, nhưng mà nói nhiều á thì cũng tin đấy. Khi tin như vậy đó thì nhà vua mới dùng cái cây cung để mà bắn bắn bà hoàng hậu làm
Samawati và 500 cô cung nữ. Nhưng mà khi đó Đạo Bào Hoàng Hậu mới nói với lại mấy cô cung nữ là bây giờ chúng ta chỉ có thể chúng ta bị hại đó, nhưng mà đừng có oán hận ha. Hãy rải tâm từ với hoàng thượng cũng như đối với tất cả chúng sanh là như nhau, và mong cho tất cả được sự an vui. Thì bằng cái năng lực tâm từ của bà hoàng hậu và 500 cô cung nữ, cho nên cái cung của nhà vua đó bắn ra thì cái cung đó, thay vì nó đi thẳng, nó dội ngược lại, nhà vua mới hoảng hồn. Nhà vua nghĩ đó, ngay cả cái thứ mà vô tri đó mà nó còn biết được đúng sai phải trái, mà mình lại nghe cái sự sàm tấu, thì nhà vua mới quỳ sụp xuống và nhà vua nói là thôi bây giờ nàng hãy làm cái điểm nương tựa cho trẫm. Thì bà hoàng hậu bà mới khéo léo nói là thôi bây giờ hoàng thượng nên nương tựa nên Đức Phật đi đấy. Và sau đó thì nhà vua ban cho hoàng hậu được cái đặc cách đó là thường xuyên thỉnh Đức Thế Tôn và tăng đoàn. Trong cái việc này đó thì trong một lần đó, hoàng hậu tặng ngài Ananda 500 bộ y. Quý vị biết 500 bộ y rất là nhiều. Thì đức vua mới hỏi đó là 500 bộ y đó ngài Ananda ngài sẽ giải quyết cái bộ y này như thế nào. Thì đức vua mới thì ngài Ananda nói đó, dạ thưa Bạch Đại Vương, thì cái y mới thì sẽ dành cho những vị có y cũ. Và đức vua của họ cứ hỏi tới đó, thì ngài Ananda ngài trả lời dần, còn y cũ thì dành cho những cái vị mà y bị rách nát, còn những cái vị mà y rách nát thì cái y đó thì có thể dùng làm cái tấm trải nằm, cái tấm trải nằm, mà cái tấm trải nằm đó mà rách nát nữa đó, thì làm cái tấm chà chân, cái tấm lau chân, mà nếu mà cái tấm lau chân đó mà nó rách nát nữa đó thì trộn với lại hồ đó, trộn với đất sét đó rồi chám lên trên tường, thì như vậy là cái y nó không có bị bỏ phí. Thì đây là một cái đoạn kinh khá là nổi tiếng đấy. Và khi mà hại nhiều lần không được á, thì bà hoàng hậu Magandhija đó bà mới lập mưu và bà thiêu chết hoàng hậu Samawati cùng với 500 cô cung nữ. Nhân cái lúc mà nhà vua đi vắng, sai mật thám làm. Và khi khi bị thiêu như vậy đó, bà hoàng hậu Samawati đó, được Đức Thế Tôn công nhận là đệ nhất về tâm từ về người nữ cư sĩ. Nhưng mà do ác nghiệp hồi xưa đó, do ác nghiệp hồi xưa cho nên là vào thời điểm đó là bà không có nhập định tâm từ được. Bởi vì quý vị biết là cái định tâm từ đó, một cái đặc điểm là không có bị lửa thiêu đốt. Nhưng mà do cái ác nghiệp cho nên lúc đó là bà không có nhập vào tâm từ. Nhưng mà bà hoàng hậu bà mới bảo các cô cung nữ là bây giờ các em á, hãy phát triển trí tuệ quán, dùng cái khổ đó làm đề mục để quán tưởng đấy. Nhờ như vậy đó thì bà hoàng hậu và 500 cô cung nữ chứng đắc thánh đạo thánh quả, và trong số 500 con người đó không hề có một vị phạm nhân có, toàn là thánh không. Thì nhà vua sau khi về thì nhà vua rất là buồn. Mà rồi khi mà biết được là hoàng hậu Magandhija đấy bà làm, thì nhà vua mới cho người bắt dụ dụ bộ dụ bà hoàng hậu là coi như trời ơi, xưa giờ cái bà này là bả mưu hại chẩm mà chẩm chưa có dịp, cũng phải là cảm ơn nàng. Thôi bây giờ nàng kêu quyến thuộc của nàng đấy rồi vô rồi chẩm ban cho một cái ân huệ lớn. Thì bà này bà mới tưởng là được nghe nghe được phong thưởng, bà mới kêu rồi nhiều người không có quan hệ máu mủ gì hết thì cũng chạy chạy tiền chạy trọt đó là để mà được vào để mà lãnh thưởng. Thì khi đó đức vua mới là cho hành hạ con coi như là cho thiêu đốt rồi cho cái cây cây sắt đó, nó cà cho là chết cho bằng hết. Còn riêng bà hoàng hậu á, là cho thẻo coi như là bị tùng xẻo, là cắt từng miếng thịt ở trên người
rồi bỏ vào cái chảo dầu chiên và cho chính bà hoàng hậu ăn thịt của mình. Đấy, cách hành hạ rất là ghê gớm. Đấy. Cái nguyên nhân mà cái nhóm mà bà Samawati đó bị thiêu đó là như thế này, là bởi vì khi xưa đó các bà đi tắm ở dưới sông đó, rồi khi mà lên thì đốt lửa để sưởi ấm. Mà khi đốt lửa như vậy đó, các bà không biết là ở trong cái đống cỏ đó đó là có vị Phật độc giác đang nhập và diệt thọ tưởng định. Mấy bà không biết. Thì khi mà thiêu cho nó đã rồi, thiêu nó cháy rụi rồi đó mới lòi ra. Lòi ra vị Phật độc giác. Các mấy bà mới hoảng hồn. Ban đầu là vô tình, bà không có cố ý, nhưng mà khi thấy thấy như vậy mấy bà mới sợ. Tại vì cái này là nhà vua cũng thường hay đảnh lễ vị này, thì mấy bà mới sợ là coi như là đêm, coi như đã làm lỡ làm cho tới luôn. Thì mới gom củi lửa đó rồi đốt thiêu cho nó thiệt là to, với nhằm mục đích là thiêu cho nó cháy, là cháy tan xác luôn, không còn cái gì hết. Thì chính vì cái nghiệp mà cố ý như vậy đấy, cho nên là sau khi mệnh chung thì cái nhóm này là đi xuống địa ngục miệt mài, và sau khi mà làm người đó thường xuyên chết vì cái nghiệp bị thiêu cháy. Tôi rất lấy làm tiếc là bởi vì sư hôm nay là có cái việc bận, thành ra là để hôm sau đó thì sư sẽ giảng thêm về cái phần này. Hôm nay chỉ là nói về cái duyên khởi thôi đó. Và sau khi mà hai cái bà hoàng hậu mà chết rồi đó, thì mọi người mới hỏi Đức Thế Tôn là như vậy thì rốt cuộc ai chết ai là sống, thì Đức Thế Tôn mới nói cái câu kệ này. Quý vị thông cảm ha, tại vì hôm nay là sư có cái lịch trình nó bận. Chút xíu nữa là có ba vị xuất gia gieo duyên, sư phải lo chuẩn bị, sợ là giờ thời giờ không có kịp. Thành ra là sư tranh thủ là buổi trưa đó, trưa không có ngủ, rồi sư thu âm, quay quay lại rồi sư sẽ phát lại cho quý vị nghe. Quan hỷ ha. Rồi có gì tuần sau thì sư sẽ giảng thêm về cái câu kệ này. Rồi do sự phước báo mà đã làm đây, xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện đẩy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sằng Khải. Akasatha Sambhe Buddha Anumodan.
Sadhu, sadhu, sadhu.